Em tên là Johannes Martinus Arifianto. Em là người nước ngoài? Dạ, em là người Indonesia. Rất là hân hạnh được đón tiếp bạn và được trò chuyện với bạn trong Dành Vợ Chồng Son. Cảm ơn. Bạn ơi, bạn hãy nói lại một lần nữa về cái tên của bạn. Và tuổi nữa, và tuổi nữa. Dạ, anh chỉ là gọi giúp em Johan. Johan. Dạ. Hình. Đúng là Johannes, nghĩa là Johan. 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 Năm nay em 27 tuổi, em đang đi làm ở một công ty sơn ở Bình Dương. Bạn qua Việt Nam này được bao lâu rồi? Dạ, em qua Việt Nam được 7 năm rồi. 7 năm. Dạ. Bạn học tiếng Việt là cũng là từ 7 năm đúng không? Dạ, con có học tiếng Việt Nam anh. Ủa vậy tại sao nói tiếng Việt Nam hay quá vậy? Dạ, cô giáo ảnh ở đây. Em là cô giáo. Không có cô giáo đẹp lắm như đây. Cô giáo là dạy tính tiền công mắc không vợ cô giáo? Dạ, em dạy xong rồi em hốt luôn. Như vậy theo em là có lời hay là lỗ? Dạ, lời đậm. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thị Kim Thùy. Năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Bình Thuận. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng làm việc tại Bình Dương. Ủa, tụi em cùng làm ở Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi. Có chung công ty không? Dạ không. Vậy hả? Chắc lẽ là đi mua sơn rồi gặp ông này. Anh Quốc Thuận đoán hay quá nhưng mà không có trúng. Chúc mừng em ha. Sao tôi liên tục là đoán là không đúng mà. Dạ, em xin phép được kể lý do tại sao em với chồng em gặp nhau. Thì lúc trước em là sinh viên, em có học tại Sài Gòn. Thì chồng em hiện tại là lúc đó là cũng làm nhân viên cho showroom của công ty tại Sài Gòn luôn. Thì chuyên ngành em học thì hay tham gia các sự kiện của người nước ngoài. Cho nên là em và bạn học em hay đến dự tuần lễ văn hóa của nước này nước nọ. Thì đợt đó thì nhà văn hóa thanh niên có tổ chức tuần lễ văn hóa Bali. Thì ảnh là người Indo mà Bali là cái đảo thiên đường rất nổi tiếng của Indo. Thì chồng em và bạn của chồng em có tới tham gia chương trình đó. Và em cũng cùng bạn em tới tham gia chương trình đó. Hai vợ chồng là gặp nhau ở đó. Thì sau khi đó là về là add Facebook nhau làm bạn rồi. Hai người có nói chuyện với nhau ở Facebook một tuần. Lúc đó là Han đã biết nói tiếng Việt chưa? Dạ chưa, em ít lắm. Nói tiếng Việt còn ít lắm. Vậy hả? Rồi vậy thì hai người đến với nhau làm sao? Sau khi nói chuyện ở Facebook một tuần á, dạ em và vợ em đi hẹn gặp nhau, hẹn hò. Lần đầu tiên gặp em đâu có nói tiếng Việt được đâu. Vợ em cũng hơi nói tiếng Anh cũng hơi ít. Nên là có hai người quay nhau cũng cười và body language nói chuyện á. Dùng động từ tua. Dạ. Ảnh hẹn gặp em ở trước trường đại học của em. Thì mình trao chuốt rồi làm tóc rồi một tiếng đồng hồ của em đứng trước cổng trường em chờ. Rồi em không ngờ là cái ấn tượng đầu tiên với ảnh nó khoác hoàn toàn với cái sự tưởng tượng của em. Ảnh chạy xe quay chạy tới, mặc cái quần đùi màu đen, một áo thun màu đen. Em là rất là bất ngờ tại vì chưa bao giờ một anh chàng nào mà hẹn hò với em lần đầu tiên thì mặc quần đùi như vậy. Ủa tại sao vậy vô anh? Không có cái lý do, tại vì hiện tại lúc đó em đang song với mấy bạn em, bốn người con trai hết. Tuy nhiên em đi ra ngoài em mặc đồ đẹp trai lắm, sau đó là chắc là người ta cũng chắc là đi chơi với con gái nè đó. Nên là em cũng ở cái giọng cái đi chơi bình thường, em mặc đồ bình thường. Nên là mặc còn người ta không có hỏi, người ta không có chập gì đó. Tức là em giấu đúng không? Dạ em giấu, Dạ em giấu. Và em cũng nghĩ là để coi cái này. Dạ, để coi cái vợ em có chấp nhận em được không? Đó, dạ. Sau đó như thế nào? Cái ấn tượng đầu tiên thì không có đẹp. Nhưng mà khi mà tiếp xúc thì cách nói chuyện anh này rất là vui, dí dỏm và rất là nhiệt tình và thiệt tình nữa. Cho nên là ảnh cứ quơ quơ thôi đúng không? Dạ, hai đứa nói chuyện với nhau nói chuyện được một xíu xong không biết nói sao cho tiếp theo cho người ta hiểu, cứ múa xong nhìn nhau lại cười riết như vậy. Thời gian đầu thì cũng bắt đồng ngôn ngữ, cũng khó nói. Thì sau đó thì em cũng có dạy cho ảnh là tiếng Việt, rồi ảnh cũng dạy lại em tiếng Anh. Mà chị muốn hỏi Han à, cái lần đầu tiên em đi chơi với bạn này xong về em, cái cảm xúc của em có bồi hồi, em có xao xuyến, em có nhớ nhung không? Dạ có chị. Cái lần đầu tiên thì em thấy tôi may lắm. Em thấy lắm. Tôi là thoải mái, thoải mái. Thoải mái. Đúng không? Thoải mái. Anh thấy thoải mái. Thoải mái chứ là tôi may mắn. Rất là thoải mái. Dạ, rất là thoải mái. Và có lúc lần đầu tiên em thấy vợ em á, cái style là cái bánh bèo lắm. Bánh bèo. Là cái tóc dài nè và cũng cái chân như vậy nè. Đẹp lắm em thấy. Đẹp. Dạ được. Rồi sao xíu rồi nhớ nhung. Dạ nhớ nhung.
Thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau? Một tháng sau đó ảnh tỏ tình với em. Tỏ tình sao? Tỏ tình tiếng Việt gì? Dạ em tỏ tình bằng tiếng Việt. Lúc đó là em đi chơi hai cặp. Lúc đó là cũng đang ngồi chung. Ngồi ngầm... ở Đại Lộ Đông Tây. Dạ, ngầm trăng. Ngầm trăng? Dạ, ngầm trăng. Đó ngầm trăng và cũng hơi mơ mơ chút nên là hơi romantic. Cảnh lúc đó rất là... Lại coi lúc đó nào em nói là sợ bên kia nghe nên là đưa cái điện thoại ra nhân tình anh đã thích em muốn làm bạn gái anh không làm bạn gái khanh bạn gái của anh hay không hay dạ. Không dạ em đưa cái điện thoại của em để cho vợ em anh đưa cái điện thoại dạ. Cho em mà em cầm cái điện thoại là giống như em tưởng tượng giống cái điện thoại nó mới rớt cái nước lên vậy á tại vì ảnh là anh hồi hộp là mồ hôi tay anh nó chảy nhiều lắm mà em cầm cái điện thoại nó ướt nhẹp luôn em phải chùi chùi giáo em vậy nè rồi em cầm lên em đọc thì ảnh tỏ tình lên như vậy lúc đó thì cũng một tháng gặp cũng hay đi chơi gặp nhau rồi em thì cũng thích ảnh rồi nhưng mà con gái mà mình thấy chảnh mình làm giá một xíu dạ ừ liền là mắc giá liền cho nên là em cũng cảm ơn cái tình cảm giữa hai dành cho thì để thì suy nghĩ lại thì sẽ trả lời rồi khoảng sau đó khoảng một tuần thì em mới nhắn tin là em đồng ý làm con gái ảnh lúc mà nghe là em muốn cưới vợ Việt Nam á thì gia đình phản ứng sao dạ có lúc mới bắt đầu quen cô bạn gái ở Việt Nam á định thời bầu cho bà em con ở đây có bạn gái rồi á bà em cứ nói là rồi chắc con về nước rồi vậy đó dạ chỉ là cháu vậy thôi dạ bà em cũng tin vợ em lắm thế là em cũng nói là con lớn rồi con cứ làm đi con có tình cảm với một cô đó là yêu 100% đừng có làm buồn cô gì đó dạ mà cũng... em gặp gia đình bên anh chưa dạ trước đám cưới thì em có gặp gia đình anh hai lần thì anh ở em qua bển hả dạ đúng rồi nhưng mà bên gia đình em thì có đồng ý anh không lúc đầu quen ảnh thì mẹ em thì bình thường nhưng mà ba em là không đồng ý tại vì ba em sợ là mất con tức là sợ hốt về bển đó đúng không hốt về bển đó bên kia phụ huynh bên kia thì lại sợ là con mình là bị hốt ở bên đây dạ đúng rồi bây giờ là ông nào cũng mất con nhưng mà cuối cùng á bên kia là bị mất con trai rồi đúng không dạ coi cuối cùng là em hốt ảnh qua đây dạ bây giờ thì tình cảm cô bố vợ với con rể thì như thế nào dạ rất là tốt ạ thì thời gian đầu thì ba em là không đồng ý chỉ là nói ra nói cảnh nó khoáng như là nhiều đứa nó lấy chồng ở xa rồi biết bao giờ mới về rồi thế nhưng mà em thấy anh này là rất là tốt em suy nghĩ là dù chồng mình ở xa nhưng mà anh tốt với mình thì đi đâu thì hai đứa cũng sẽ hạnh phúc khi mà em bị ba vợ không đồng ý như vậy á thì em có buồn không dạ buồn thì có buồn chị rồi em tìm cách nào để em thuyết phục được ba vợ em dạ, đầu tiên em hỏi vợ em lý do tại sao ba không có chấp nhận anh có thể là ba sợ ba lo lắng là tại vì lúc đó là bạn gái em đang đi học nên là mình cứ quen vào nhau nhưng là em cũng phải hứa với anh em phải đi học giỏi đừng có tại vì anh sau đó là ảnh hưởng cái đi học của em và em sẽ cố gắng làm tốt cho bạn gái em nên là bà của bạn gái em đó chịu em cuối cùng là lấy nhau rồi được và mấy năm về rồi. Cắm dùi ở đây luôn dạ được mấy năm rồi dạ đến thời điểm hiện tại thì một năm hai tháng một năm hai tháng rồi em có thích chương trình này không dạ thích em thích lắm em thích nhất là cái phần nào á phần anh rước cho con ghé anh thuận ngại ghé lần đầu tiên mà tôi té cho vừa lòng chú rể mà lớn đây tôi nói luôn có nhiều người vô comment tôi nói tại sao tôi có kiểu té hoài vậy mà thật ra té kiểu thôi đau hồi nồi rồi bác Phát ơi còn nó còn một phần nữa đó là phần khui nói xấu nhau á nói xấu nhau đó dạ hai anh có thích không dạ em thích Dạ. Vậy giờ hỏi luôn nè dạ Thùy có tật xấu vậy có trời ơi nói khó mà nói nhẹ nghe chưa nhẹ quá sợ nha dạ nói lật sợ đâu tật xấu của Thùy như thế nào kể cho Thùy nghe trước là quan tâm cái điểm nhỏ nhỏ của em lắm coi gì ở anh cái bà lụa của anh là dư lắm để em mang về em giặt cho rồi còn bên này á em cái bà lụa của anh hơi dừa chút cứ bỏ đi anh mới đi anh rồi rồi thế là từ xả láng dạ sự thay đổi cứ cái nhỏ nhỏ
không còn quan tâm chăm sóc chi tiết cho chồng. Dạ. Trong khi anh ấy thì lại rất thích là được vợ như là giặt ba lô cho, đúng không? Dạ, thế là quan tâm mấy cái nhỏ nhỏ của em á. Chút chút cái gì nữa nè? Còn gì nữa? Hơi có tỉnh, khó tính. Dạ, hơi có chịu. Ví dụ có một thời gian hai vợ chồng ăn chung, vừa em ăn xong rồi em vô sao thế nhìn cái nói sao anh lúc nào cũng ăn là lâu thế. Dạ, lúc nào cũng ăn là lao chồng. Em thì ăn hai chén, anh ăn năm chén lắm sao nhành bằng em được. Đó là công phổ lý á, để phổ lý. Dạ, cũng có một cách phổ lý, đúng không? Nhưng cần phổ lý cũng có. Còn gì nữa không? Dạ cũng có. Nhưng dạ anh hỏi nè, mỗi lần cãi nhau ai em cãi lộn lại vợ em không? Có em nói lại được thì em sẽ nói, nhưng là có lúc em không nói được thì em im, em đi thôi. Em là bởi vì em không có từ ngữ để nói. Dạ. Em thiếu từ đúng không? Dạ không, có một số là có thể tiêu thở, có hai nữa là em thấy là có thể là im là sẽ tốt hơn. Tại vì nếu có lúc em nói lại thì cũng không có hết cái vấn đề đó. Đúng rồi. Nên là có lúc em im, không có muốn nói chi nữa. Chấp nhận mình là kiểu dạ, dưới. Dạ, chấp nhận. Đó, rồi, rồi, rồi có hay cằn nhằn vợ luôn. Dễ nhiều. 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 Em cằn nhằn vợ sao? Dạ, em hỏi vợ em trực tiếp đi cho biết. Đây. Nhiều anh em hay cằn nhằn. Em là một vấn đề là em nói hết rồi thì thôi, còn ảnh thì cứ nhai tới nhai luôn, nhai tới nhai luôn. Ví dụ mà, ví dụ như là ảnh là thích ăn cơm xong là rửa chén liền, rồi dọn dẹp bếp núc sạch sẽ đi, đừng có để đó. Còn em là bữa nào khoe khỏe thì rửa liền, còn bữa nào mà em mệt hay làm biếng nữa là em ăn xong để đó, em nói để đó anh ơi mai rửa. Anh ơi nhìn không có thích, ăn cơm xong là rửa liền đi Honey ơi, anh không có thích để như thế đó. Là em nói hoài vậy hả? Dạ nói hoài. Rồi cái nhiều khi thì em cũng rửa, nhiều khi là em muốn chọc tức ảnh em không rửa, em ngồi đó anh nói hoài không rửa, anh ghét cũng tự xử luôn. Tại vì em cũng có lý do. Em nhăn á cho nó sợ, cho nó biết, cho nó tức luôn, cho nó mai mốt đừng coi Lâm nữa. Dạ cái giấy thôi mà nó cũng làm hoài hả? Dạ cũng làm hoài, nên là thôi, nên là thấy cũng nhận nhiều hoài. Khi em làm biến mà nhiều khi em muốn chọc tức ảnh. Và về em, anh ấy có thật xấu gì không? Nói chung là anh chỉ có tính hay cằn nhằn vậy thôi. Hay cằn nhằn thôi, cằn nhằn thôi, nhưng mà bây giờ em mong muốn thay đổi điều đó không? Là bớt cằn nhằn đi, ví dụ như là những cái nhỏ thì em tự thu xếp được thì ảnh đừng có lo những cái nhỏ rồi những cái nhằn như vậy em không thích. Ăn xong rửa chén liền là đúng nghe. Bây giờ em rửa rồi. Ngày mai nghe em. Bây giờ là em rửa rồi. Bây giờ là rửa liền. Cái đó giờ em sửa rồi. Rồi, do anh em muốn vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại á bên này là đã thay đổi nhiều lắm. Thay đổi tốt hơn nhiều. Ừ, không mà thực ra tụi em rất là dễ thương. Lần đầu tiên có một chú rể người gọi là người Indo á, chưa có ai hết. Đó thì rất cảm ơn tụi em và cũng thay mặt chương trình là chúc tụi em hạnh phúc nè. Và hy vọng sẽ được đón tiếp rất rất nhiều những chú rể là người Indo dễ thương và đáng mến như là Johan. Dạ, cảm ơn.